cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Tường Vi kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ 7 của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính thưa quý khán thính giả của SBTN, ai trong chúng ta chưa từng thấy trong Thánh Kinh có những điều gây lúng túng cho mình, đưa chúng ta đến chỗ thắc mắc, đặt vấn đề là Thánh Kinh có phải là lời Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta thấy trong Thánh Kinh có nhiều điều dường như không thể nào hòa hợp được với những điều khác, cũng ở ngay trong Thánh Kinh. Chúng ta nhận thấy có những điều khiến chúng ta khó kết luận rằng Thánh Kinh có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời và tuyệt đối vô ngộ. Hôm nay chúng ta có mời ông Trần Quang Thành giải bày cho chúng ta phải giải quyết điều khó khăn, lúng túng như thế nào khi sờ đến quyển Thánh Kinh. Kính chào anh Thành. Kính chào cô và kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, Kinh Thánh là quyển sách được dịch từng phần trên 3.350 thứ tiếng và hơn 350 triệu tài liệu về Kinh Thánh được ấn hành trong năm 2017. Trong đó có 38.609.344 quyển Kinh Thánh toàn thập. Vì vậy, câu hỏi của cô cần có câu trả lời thích hợp vì có hàng triệu người đang đọc quyển sách này mỗi ngày. Thật là dại dột nếu tìm cách che giấu sự kiện cho rằng có những chỗ khó hiểu trong Kinh Thánh. Nhiệm vụ của chúng ta là phải thành thực trực diện với chúng và khảo sát chúng. Tôi có 4 điều muốn thưa cùng quý thính giả có lòng muốn tìm hiểu Kinh Thánh. Điều đầu tiên, chúng ta có thể nói khi nghiên cứu Kinh Thánh chắc chắn chúng ta sẽ gặp những chỗ khó hiểu. Một số người tỏ vẻ ngạc nhiên và bối rối khi gặp những chỗ khó hiểu trong Thánh Kinh. Tuy nhiên, riêng tôi thì sẽ càng ngạc nhiên và bối rối hơn nếu mình không gặp những điều như thế. Khi con người giới hạn cố tìm cái vô hạn thì bắt buộc phải gặp khó khăn. Nếu có ai trao cho tôi một quyển sách thật đơn giản như một bản cửu chương và nói rằng đây là lời của Đức Chúa Trời đã mặc khải toàn bộ ý chí và sự khôn ngoan của Ngài, chắc là tôi không tin. Lý do mà tôi không tin vì nó quá dễ hiểu nên không thể nào là sự mặc khải trọn vẹn từ một đấng khôn ngoan vô hạn. Một mặc khải về sự thực hữu của Đức Chúa Trời đều phải có những điều khó hiểu cho con người, vì con người dù khôn ngoan tài giỏi nhất cũng chỉ là những con người mới học vỡ lòng về những kiến thức thuộc linh mà thôi. Điều thứ hai là một giáo lý khó hiểu không có nghĩa là giáo lý ấy sai. Nhiều người gặp một giáo lý khó hiểu thì lập tức kết luận rằng giáo lý ấy là không đáng tin. Rất ít lý thuyết khoa học nào được chứng minh để cho mọi người tin tưởng hiện nay. Lại chưa từng gặp một vài khó khăn trong quá trình tiến đến chỗ được chấp nhận. Khi thuyết của Comenius mới được công bố, nó đã gặp rất nhiều khó khăn. Các khó khăn này nảy sinh đến liên quan Kinh Thánh do trí thức hữu hạn của con người. Điều thứ ba tôi cần nói là giả thuyết cho rằng Thánh Kinh vốn có nguồn gốc từ loài người sẽ có nhiều khó khăn trầm trọng hơn là giáo lý chủ trương cho rằng Kinh Thánh có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời. Chắc đã có lần một ai đó đem đến cho bạn một chỗ khó hiểu và nói, nếu Kinh Thánh quả thật là lời của Đức Chúa Trời, thì bạn giải thích điều này như thế nào? Và có lẽ bạn đã không thể giải thích thật thỏa đáng cho người ấy. Người ấy tưởng rằng mình đã thắng. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đáp. Bây giờ tôi không giải đáp được những chỗ khó hiểu ấy, nhưng việc tôi không đủ khả năng, đó không chứng minh rằng Thánh Kinh không có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời. Thế nhưng tôi có thể trình bày cho ông nhiều điều càng khó giải thích hơn nếu ông bảo rằng Thánh Kinh không có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời. Ví dụ, ông giải thích thế nào về hàng ngàn lời tiên tri trong Kinh Thánh đã ứng nghiệm? Cầu giải thích thế nào nếu Thánh Kinh không phải là lời của Đức Chúa Trời? Ông không thể nhắm mắt lại đối với nhất quán tính kỳ diệu của 66 quyển sách của Kinh Thánh đã được viết ra trong những hoàn cảnh và thời kỳ rất khác nhau. Câu giải thích điều đó như thế nào nếu Đức Chúa Trời không phải là tác giả đích thực của bộ sách ấy, ẩn phía sau trên dưới 40 trước giả là con người? Ông không thể phủ nhận là Thánh Kinh vốn có quyền năng cứu rỗi người ta khỏi tội, đem bình an, hy vọng và niềm vui đến cho họ.
nâng con người ta lên cao để đến được với Đức Chúa Trời mà tất cả các quyển sách khác gộp lại chung lại vẫn không thể nào làm được. Kẻ phản bác đã không trả lời được những khó khăn của người phủ nhận nguồn gốc của Thánh Kinh là từ Đức Chúa Trời, còn nhiều hơn và nặng ký hơn những khó khăn của người tin Đức Chúa Trời là tác giả của quyển Kinh Thánh. Điều thứ tư, cần nói về những chỗ khó hiểu trong Thánh Kinh là như thế này. Sự kiện bạn không giải đáp được một chỗ khó hiểu không chứng minh được rằng nó không thể giải đáp được, và sự kiện bạn không trả lời được không chứng minh rằng nó không thể có câu trả lời. Có rất nhiều người khi gặp một chỗ khó hiểu trong Thánh Kinh, thấy không có cách giải đáp nào cả thì liền nhảy vọt ngay đến chỗ kết luận chẳng ai có thể giải đáp được nó cả. Cho nên họ đã đưa tay đầu hàng và đánh mất niềm tin vào tính cách vô ngộ của Kinh Thánh và nguồn gốc từ Đức Chúa Trời của bộ sách ấy. Dường như người ta quen rằng, tuy tôi không thấy có giải đáp nào cho chỗ khó hiểu này, nhưng có một người nào đó khôn ngoan hơn tôi có thể dễ dàng tìm ra được một giải đáp. Chúng ta cần nhớ rằng mình không thể biết hết mọi sự và rằng có rất nhiều điều mình không thể giải quyết. Nhưng rồi chúng ta sẽ có thể dễ dàng giải quyết nếu chúng ta có thêm chút ít hiểu biết nữa, thì điều đó sẽ cứu được chúng ta khỏi tất cả những việc dại dột này. Bạn sẽ nghĩ sao về một học sinh mới làm quen với môn đại số học khi cố tìm cách dành ra nửa tiếng đồng hồ để giải một bài toán mà cậu ta chưa học tới? Bạn nghĩ thế nào khi một cậu học sinh đó vội tuyên bố rằng chẳng hề có giải đáp nào cho bài toán bởi vì cậu ta không tìm được lời giải? Tại sao nó không đến với ông thầy của mình, và nếu ông thầy không tìm được câu trả lời nhưng nó có thể tìm được người khác tìm ra một cách hết sức dễ dàng? Nó có thể cho rằng chỗ khó hiểu đó là hoàn toàn mới mẻ, nhưng thật ra đó là một vấn đề đã được giải quyết từ rất lâu rồi, ngay cả trước khi nó và tôi được sinh ra trên đời này. Kính thưa quý thính giả, khó khăn trong Thánh Kinh sẽ nhanh chóng biến mất sau khi được nghiên cứu kỹ lưỡng và được nghiên cứu vừa cầu nguyện. Có biết bao điều trong Kinh Thánh từng làm tôi thắc mắc, choáng váng, nhưng rồi đã lần hồi được làm sáng tỏ và tôi chẳng còn thấy còn có điều gì khó hiểu nữa. Thoạt đầu, chúng biến mất từng điểm một, rồi từng hai điểm, từng hàng tá. Thế thì phải chăng điều hợp lý là những khó khăn còn lại rồi cũng sẽ có ngày biến mất nhờ nghiên cứu sâu rộng thêm? Vậy hãy nhìn vào một số những điểm khó hiểu ấy với chi tiết tỉ mỉ hơn. Ai là người đọc Thánh Kinh đều nhận thấy một câu của sứ đồ Phi-e-rơ viết rằng ở trong, tức là trong Thánh Kinh, có mấy khúc khó hiểu mà những kẻ dốt nát và không tin đem giải sai ý nghĩa, chuốc lấy sự hư nát về riêng mình, trong Phi-e-rơ 2 chương 3 câu 16. Có nhiều phần đúng. Sau cùng tôi xin nhắc lại câu nói của Billy Graham: chớ dại dột mà nghĩ mình khôn ngoan bằng Đức Chúa Trời mà có thể giải thích tất cả mọi sự. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ngôi ở cùng quý vị, ban sự thông sáng để lần lượt giải tỏa những thắc mắc khó hiểu trong quyển sách mà Chúa đã để lại cho loài người. Amen. Thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình có giới hạn nên chúng tôi tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần sau. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ an khang, thịnh vượng. Trân trọng kính chào. Đời người rồi quá mau, thân con ta từng ngày. Lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính. Chúa thân con mong tìm thánh nhân, tháng ngày an bình xin Ngài khấn ban. Kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Tường Vi kính mời quý vị đón xem VATV vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020 vào lúc 11 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Tường Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an bình và hạnh phúc bên người thân và gia đình.